Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại trên kênh Mão Phượng Dance Sport. Do vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, đăng ký ủng hộ kênh của vợ chồng mình trong thời gian qua. Thưa các bạn, dân vũ là một loại hình văn hóa, một vũ điệu tập thể, là sinh hoạt cộng đồng được tất cả các chị em rất là yêu thích. Ở đây các chị em được trau dồi kiến thức về bộ môn khiêu vũ, được giao lưu học hỏi và thể hiện năng khiếu của chính bản thân mình. Chính vì vậy, hôm nay vợ chồng Mão Phượng sẽ gửi tới các bạn một bài dân vũ rất là hay, đó là bài dân vũ Tổ quốc gọi tên mình. Một bài dân vũ bao gồm rất là nhiều, tổng hợp rất là nhiều các động tác của các vũ điệu, đó là cha cha cha, jive, bebop và cả bachata. Để vợ chồng mình hướng dẫn các bạn. Bài dân vũ này gồm 9 tổ hợp. Mình vào chi tiết gồm có tổ hợp đầu tiên là đi ngang, không có chấm tại chỗ và đi ngang thì có 4 nhịp 8. Bây giờ chưa sử dụng tay trước nhé, mấy chân để cho các bạn nhớ. Bước sang ngang cái xong mình chấm này. Bước sang bên phải trước này. 1 2 đấy. 3 4 1 2 3 4. Thế các bạn có thể nhún một tí cho đẹp nhé. 1 2 3 4. Đấy, bây giờ xong bắt đầu ta di chuyển ngang, di chuyển bên phải trước này. 5 6 7 8. Thế nhịp 2 này. 2 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Làm lại lần nữa nha. Nhịp thứ nhất 1 2 3 4 đi ngang 5 6 7 8. Đấy, cái kết thúc 8 ta hơi nhún một tí. Làm lại. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhịp 2 cũng vậy thôi, nhưng xuất phát sang bên này. 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Ta kết hợp với tay nhá. À, nhịp đầu tiên này. 1 ta bước sang thì 2 ta nhún, ta đưa tay xuống. Đây là tay thấp. 3 4 5 6 7 8 thì đi ngang thì tay cao này. 5 6 7 8 nhún thì đưa tay thấp xuống. Đấy, làm lại. Chuẩn bị này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, ta đã hoàn thành 4 nhịp 8. Bây giờ quay lại cùng hướng. Xuất phát sang bên phải, di chuyển chấm sang bên phải trước và di chuyển bên phải trước. Nào, chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Quay lại hướng. Bây giờ sang tổ hợp 2. Tổ hợp 2 là tổ hợp hành quân gồm có 2 nhịp 8. Thì cũng lại xuất phát từ chân phải trước nhá, gõ. Gõ về đằng trước. Thế thì cái chân trước nhá, vì ta gõ đằng trước là 1. Đang đứng như này ta gõ chân về đằng trước, gõ gót 1. Dẫn lại là 2. Gõ. Khi ta gõ thì ta hơi trùng gối chân trụ xuống. Nào, chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 này về vị trí ban đầu.
Bây giờ kết hợp với tay, tay là đánh chân nọ tay kia, gõ bằng chân phải thì tay trái vung lên, còn tay cùng chiều sẽ vung đằng sau. Chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, quay lại cùng chiều. Chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta lối từ tổ hợp 1 đã cho dễ hiểu nha. Chuẩn bị này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. Sang tổ 3, quay lại hướng trước để mọi người dễ hình dung. Tổ hợp 3 là tổ hợp chải tóc đơn, có 4 nhịp 5. Chải tóc đơn có nghĩa là vì tí sẽ có chải tóc kép, chải tóc đơn là một tay. Còn tí nữa kép sẽ là hai tay, kết thúc sẽ hai tay. Ba đoạn xuất phát bên phải trước. Nhờ nào, tay mình chống ở đây này. Chân bước sang thì là tay đưa ra. Đếm là 1 nhá. Chuẩn bị 1, 2 trả lại trong tâm. Thì đồng thời là tay thẳng lên. Cái bàn tay thì úp xuống đất và hơi quặp ra ngoài. Làm lại nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Thì là dận tại chỗ thôi. Vừa chân thì dận tại chỗ, còn tay thì đưa ra sau gáy để vuốt tóc cái. 3, 4, 5. Làm lại nữa nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Tương tự như vậy bên này. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. Quay cùng hướng. Xuất phát bên phải trước. Chuẩn bị này. 1, thẳng tay ra. 2, thẳng tay lên. 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. Các bạn nhớ là lúc chải tóc ấy, là đưa khuỷu tay xuống dưới. Khi về trước, đưa khuỷu tay xuống dưới. Đấy, khi ra cũng thế. Chải đưa khuỷu tay xuống trước chứ không mình không vạt này xuống. Rồi. Thế là xong tổ hợp 3, đúng không? Sang tổ hợp 4 là cha cha, gồm có 6 nhịp 5, đếm là 1 2 3 4 5 cho dễ nhớ. Thì sau khi mình chải tóc xong là 4 2 3 4 5 này thì là mình sẽ vào nhịp cha cha đầu tiên. 1, vung tay sang bên chân lùi. 2, lốc cha cha. 3 4 5. Nhịp thứ hai là tiến. 2, lốc lùi. 3, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. Thêm cái nhịp 6 là quay cả vòng lại. 6, 2, 3, 4, 5. Thế là xong cái nhịp cha cha, quay lại cùng hướng. Đây là tổ 4 đấy.
Đang đứng ngang này, sau khi 4, 2, 3, 4, 5 là vào cha cha luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Ở đây vị trí nó chật nên mình lốc cha cha nó ngắn các bạn. Khi các bạn tập thì cứ chịu khó lốc dài cho nó đẹp. Thế là mình xong tổ 4. Tổ 4 là có 6 nhịp 5. Bây giờ đến tổ hợp 5. Bài mình có 9 tổ hợp mà. Tổ hợp 5 là tổ hợp dry. Dry thì trong dân vũ đi đơn giản thôi nhá. Thì sau khi mình quay cùng hướng này, quay cha cha này nhá, là 6 2 3 4 5 này. Đúng không? Thì bây giờ mình vào dry luôn. Thì cái tay mình có thể để như này. Các cô bộ mình thống nhất để thẳng tay dưới được hoặc hơi co này. Nhá. 1 lùi cái này 1 2 đi ngang 3 4 5 6 7 8 cái này là đếm 8 nhá, nằm lại nhá. Sau khi quay cha cha xong này. 6 2 3 4 5 thì mình đang trụ chân sau. Trụ chân sau thì mình phải lùi chân trước xuống. Hơi nhấc gối lên này. Nhấc lên này. Đặt đằng sau đếm là 1. Nhấc đằng trước lên, đặt xuống là 2. Sang ngang là 3 4 5 như kiểu chất C ngang của cha cha đấy. Ngang của cha cha 3 4 5 6 7 8 trả lại. 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 nhưng bây giờ phải quay lật này. Sang ngang. 6 7 8 4 2 3 4 5 cũng lật lại. Trở về chỗ cũ. 6 7 8 rồi. Thế quay cùng hướng cho mọi người nhớ nhá. Đang cha cha đang đứng ở chân sau này. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 bắt đầu lật 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 quay lại 6 7 8 đây là kết thúc của tổ hợp dry. Xong tập 5 giờ sang tập 6. 6 là thực ra là mở lùi của cha cha đơn giản thôi. Sau khi dry mình quay về rồi thì bắt đầu mình lùi, cũng lùi chân phải trước nhá. Giờ mở lùi này. Mở lùi là gồm có 5. 5 nhịp mở lùi thì thực ra mở 4 và 1 nhịp quay nhá. Chuẩn bị. 1 mở về hướng xoay ngang ra nhá. 1 xòe tay lên. 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 bây giờ quay đây. Quay đơn giản thôi. 5 2 3 4 5. Đấy, quay một vòng về chỗ. Quay lại cùng hướng nha. Lùi chân phải trước. 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 quay 5 2 3 4 5. Rồi, xong rồi. Bây giờ sang tổ hợp 7. Tổ hợp 7 là mở tiến nhá. Nhá thì sau khi quay này. 5 2 3 4 5 này. Sau khi ta quay của cái nhịp mở lùi là 5 đấy. 5
2, 3, 4, 5. Thì ta mở luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trống vào sườn. Mở bên này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta quay một vòng này. 3, 2, 3, 4, 5. Nằm lại lần nữa nhé. À, quay cùng hướng. Đằng lại cũng quay cùng hướng. À, sau khi ta quay của 5, nhịp mở lùi của 5 này. 5, 2, 3, 4, 5 này. Bắt đầu ta mở 2 lần 8 này. 1, dẫn lại là 2, 3, 4 nghỉ này. 5 mở này, 5, 6, 7, 8 chống tay ở đây, mở bên này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quay một vòng, 3, quay là 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 dẫn tại chỗ thôi. Xong tổ hợp 7 rồi, giờ sang tổ hợp 8. 8 là đi gõ và bước chéo và quay tay. Thì bây giờ ta đi gõ, gõ 2 lần gót phía trước và 2 lần gót phía sau, có 2 nhịp 8 thôi mà. Chuẩn bị gõ phía trước này, gõ gõ gót này. 1 2 gõ mũi chân đằng sau. 3 4 làm lại nhá. 1 2 3 4 đằng trước rồi gõ gót, đằng sau thì gõ mũi chân. Kết hợp với tay này. Tay ta đưa vào đây này. 1 2 3 4. Đấy, nằm lại. À, kết hợp với quay đã nhá. 3 2 3 4 5. 1 2 3 4. Bây giờ ta đá giúp mũi chân về đằng trước cái nhá. 5. Có thể ta hơi nhún nhảy lên một tí, còn nếu ai không nhún nhảy thì cứ đứng tại chỗ thôi. Đá giúp mũi chân xuống. 5. Nùi nhấc chân nùi ra phía sau là 6. À, thu chân này về đổi trọng tâm. 7. Thêm một bước à. 8. Gõ mũi chân chéo sang bên cạnh. Nằm lại nhá. Chuẩn bị này. 1 2 3 4 5 6 7 a 8. Quay lại cùng hướng nha. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 a 8. Khi 8 đẩy cái mũi chân ra thì tay này cũng chọc theo. Đấy, làm lại lần nữa. Cái này hơi khó vì thêm một bước à. Nghĩa là nó đếm thêm cái à nữa thì nó hơi nhanh. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 a 8. Bây giờ nhịp 2 này. 2 ta bước chéo lên phía trước và gõ sang bên cạnh này. Bước chéo. Bước lên trước và bước chéo. Là đếm là 2, gõ chéo sang phía bên phải là 2, nằm lại nhá. Đang nhịp 1 rồi này. 2 2 tương tự như vậy, bước lên đằng trước là 3, gõ chéo 4. Đấy, nằm lại. Đang chéo rồi. 1 2 3 4. Hai lần chéo trước, bây giờ một lần chéo sau này. 5 gõ 6 lùi 7 8 thu chân về tại chỗ. Làm lại. Nha. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 lùi 7 8. Kết hợp cả hai tổ hợp nhá. Từ tổ hợp gõ gõ này, gõ quay tay này. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, chéo trước. 1, 2, 3, 4, chéo sau. 5, 6, lùi. 7, 8, ok. Vậy là ta xong xong 8 tổ hợp rồi, còn tổ hợp cuối cùng thôi. Tổ hợp cuối cùng nó giống cái tổ hợp 3 đầu tiên. Tổ hợp 3 là gọi là Chạy chải tóc. tóc đơn, thì bây giờ nó là chải tóc kép. Đơn giản thôi. Rồi cứ quay được đúng cùng hướng đi. Sau khi ta gõ xong nha. Ta gõ xong ta thu chân về này, đứng trung tâm ở giữa này. Ta lại di chuyển bên phải trước, nhưng lúc này là hai tay bung ra. Đợt trước tổ hợp 3 là sang bên phải một tay. Thì bây giờ cũng vậy, cũng bước sang bên phải như hai tay. Một, hai, thẳng tay lên. Bây giờ hai tay bắt chéo ở đây. Ba, bốn, năm. Hai, hai, ba, bốn, năm. Ba, hai, ba, bốn, năm. Bốn, hai, ba, bốn, năm. Kết thúc hết 9 tổ hợp. Bây giờ ta quay lại theo bài hát, ta sẽ quay lại từ đầu và ta sẽ quay lại tổ hợp cha cha, có nghĩa là tổ hợp Đi tiếng. 4. Tổ 4. 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5. Đấy. Kết thúc rồi. Vợ chồng mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết từng cái tổ hợp, 9 tổ hợp của bài dân vũ Tổ quốc gọi tên mình. Sau đây các bạn sẽ chú ý cái cách vợ chồng mình đi phối hợp 9 tổ hợp thành một Đi chậm, bài, đi chậm. đi chậm và sau đó là Các bạn đi đi nối theo. tiếp để cho chúng ta đi được trọn vẹn hết một bản nhạc ạ. Nhạc đi 3 lần rưỡi gì ấy. À, tư thế chuẩn bị. Chuẩn bị 1 2 3 4 5 6 7 vào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 2 2
3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Em không quay nữa. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 về từ đầu 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 2 à, chào mọi người. Vâng, cứ thế chúng ta sẽ đi cho đến hết bản nhạc Tổ Quốc Gọi tên mình, bản remix của nhạc sĩ Đàm Vĩnh Hưng đấy ạ. Vâng, vợ chồng mình đã vừa hướng dẫn các bạn rất là chi tiết bài dân vũ Tổ Quốc Gọi Tên Mình. Với bài dân vũ này các bạn có thể biểu diễn ở trong các dịp lễ lớn của đất nước cũng như là những cái ngày hội lớn của làng, của xã, của địa phương mình. Vâng, vợ chồng mình đã gửi tới các bạn cái cách đi của một bài dân vũ rất là sôi động và rất là kết hợp nhiều các cái kỹ thuật của các vũ điệu khiêu vũ. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký và ủng hộ kênh của vợ chồng mình nhé. Kênh Mão Phượng Dance Sport. Xin được chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau với những bài hướng dẫn mới. Xin chào, cảm ơn và chào tạm biệt.